Câu chuyện vĩ nhân. Giúp người cũng cần hiểu biết. Bụt Nhà là một thầy tu có đức hạnh và trí tuệ hơn người. Ông là đệ tử của Buddha. Một lần nọ, thầy xin Buddha để được đi truyền dạy chân lý cho một đất nước ở phương xa. Buddha biết rõ ở đó có nhiều khó khăn nguy hiểm, nên hỏi thầy nhiều lần có thật sự muốn đi không. Nhưng thầy Bụt Nhà vẫn quyết tâm đi giúp người. Khi đến nơi, ông quan sát thấy người dân rất nghèo, đất đai cằn cỗi nên ít ai quan tâm đến việc học tập. Khi thấy có người đến truyền dạy về chân lý, họ liền nhìn với cặp mắt kỳ quái. Thầy Bụt Nhà biết rằng ở một nơi lạc hậu như thế này cần phải có một cách tiếp cận khác so với bình thường. Đầu tiên, thầy Bụt Nhà học ngôn ngữ địa phương thật giỏi để có thể giao tiếp dễ dàng với người. Rồi với tài y thuật sẵn có của mình, thầy Bụt Nhà thăm khám bệnh miễn phí cho rất nhiều người. Không kể làng xóm xa xôi hay phải trèo đèo vượt suối, nghe tin ở đâu có bệnh nhân là thầy đến cứu chữa. Người bệnh thấy ngài như vị cứu tinh, vì bệnh nặng đến đâu thầy chữa cũng khỏi. Khi uy tín thầy đã lớn, thầy Bụt Nhà bắt đầu dạy thêm cho người dân về đạo đức, về điều gì thiện, điều gì ác, về nguyên nhân gì sẽ sinh ra kết quả gì, và làm sao để có được hạnh phúc bền vững. Chẳng bao lâu, người dân cả nước đều biết đến thầy. Có đến 500 người bắt đầu xin thầy thu nhận làm học trò. Từ đó, trình độ tri thức của cả nước ngày càng tăng, và nhờ đó mà cuộc sống của người dân bắt đầu ấm no, hạnh phúc. Nhân dân cả nước đều rất cảm kích tấm lòng cao thượng và công ơn của thầy Bụt Nhà đối với mọi người. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng muốn giúp đỡ người khác, chúng ta cần rất nhiều công sức và sự kiên trì. Nhưng để giúp được người khác một cách trọn vẹn nhất, chúng ta phải có trí tuệ để biết rõ lúc nào nên giúp và giúp đỡ bằng cách nào tốt nhất. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Giúp đỡ người bệnh bằng thuốc tốt luôn khỏe mạnh, sống lâu. Giúp đỡ người thiếu hiểu biết có tri thức đúng, người nghèo thoát nghèo, được mọi người yêu quý, cuộc sống sung túc, bình an. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. Câu 1. Thầy Bụt Nhà quyết tâm đến vùng khó khăn giúp đỡ người nghèo thể hiện phẩm chất gì? Câu 2. Cách tiếp cận của thầy Bụt Nhà với những người dân có gì khác so với bình thường? Câu 3. Theo bạn, sự giúp đỡ có hiệu quả nhất khi nào? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.